Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Summer Chim Sẻ anh em ạ. Rồi. Bài tấu. Rồi. Đây là bài đầu tiên đưa về thì bài đấu này. Dừng băng binh rồi, tập trung phi voi đã nào. Quay đầu đấy, vẫn chết rồi. Thì vị trí mắc binh đóng hết đầu dành cho bài đấu này. Em nhớ là tông tâm thế em đánh chém nhá. Đúng rồi. Nhân đôi luôn. Tinh tế đấy. Né đấy. Được của lò đấy. Chứ sao. Đi dò đi. Làm vòng đi dò dành cho bài đấu này. Ông cửa đua. Let's go baby. Đây hôm nay có cái đồ chim sẻ. Có quả vội rồi. Mày chết chắc. Mày có thể thoát khỏi tao đâu. Tu vi con tì lưu. Yêu đầu kìa. Cô. Mày yêu cho bài lúc này. Cày lắm rồi em ạ. Trận trước em bảo là bịp anh ơi. Cày ghê. Em cũng nghĩ em nói linh tinh gì đấy. Không nói câu nào gì cả. Đây mày yêu. Em nói chỉ hơi loằng hoằng trong cái tên là đi sang mặt bên kia hay đi sang mặt bên này thôi. Nhắc nó đi sang mặt bên phải là được anh em. Đi đâu. Rồi lùa mấy yêu này về thôi. Anh em thông cảm. Em nó mới thì tìm trẻ đốn lên. Đấy có những va chạm đầu đời. Ấn đầu đấy ai chả đau. Đau mới lớn được. Đúng không ạ. Em bảo là bịp. Anh em đừng nghĩ linh tinh. Huấn luyện viên chuyên nghiệp đến nay rồi cũng phải vào nói phát ngôn như thế trên livestream thì chết giờ. Để dễ bị trừ lương lắm. Anh em thì rất là không mong muốn điều đó. Rồi, làm vòng nữa đi dò bài thiếu một đồ. Dành cho Summer Gian này. Đây là máy của cái thủ Mạnh Hà. Bài khung nhà. Đây, bài yêu. Rồi bắc binh rồi. Rồi tập trung xử lý bầy hiêu này trong câu voi thôi. 4 voi hiêu đầu. Và đầu 7 cây. Bắc binh. Hợp lý đúng không anh em. Và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu các bạn về nhà hiệu Richman. Một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Nhà hiệu Richman của chúng tôi là một đơn vị đang cung cấp cho anh em các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới. Và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k. Có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k. Voucher 10k cho đơn 159k. Tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm combo 08, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm đến từ nhà chợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Vòi tiếp theo đưa về rồi. Chém 2S luôn. Cái gì cơ? Kinh đời rồi, 72x với 325 dân. Em chém hay cùng. Còn 2 con hiêu nữa, tận dụng nốt. Đi voi đi. Nhiều dân ăn gỗ quá rồi, thừa gỗ rồi. Vẫn gom dân lên đây. Mặt này chắc chắn là BBM rồi. Bốn voi hiêu đầu anh em ạ. Cảm ơn anh Nào vừa gửi tặng ít thủ chim sẻ nắng 23456 nha. Thank you anh rất nhiều ạ. Cảm ơn anh Đặng Danh Tuấn nha. Ok anh ơi. Ui, các cô. Ui, em gọi anh nha. See you. Rồi, mặt này kín luôn rồi. Check choa cẩn thận nha. Thấy ghê nha. Đây là BL và đây là BM. Sẽ đánh cung. Em nó hỏi kìa. Em nó hỏi thì trả lời đi. 27 dân đánh cung rồi. Đây xem ông em ra cơ cấu nào. Chém. Và không giáp đầy đủ. Rồi bắt đầu ra ruộng rồi. Như vậy là ông này ông vẫn lên chặt gỗ anh em ạ.
Mày còn đòi lên sàn gỗ. Đây, xe này cung nhá, xe hàng nhá. Thằng kia chắc chọc chéo em đấy, bởi vì nó biết là sẽ cầm summer rồi em ơi, bo đi. Xe hàng kín rồi, tao chọc rôm đi. Nốt mỏ vàng đi, nốt mỏ vàng đi. L2 đã. Thở hay sao nào? Đây, rồi, xiên nó đi. Đấy, chắc chắn là nó sẽ chọc chéo rồi. Sau này tăng L2 lên, có giò nó sẽ quay sang nhà rẻ. Cái đấy thằng này khung, từ từ đã, tăng ở bên kia kìa. Tăng em bên kia kìa. Đấy. Xiên nó đi. Bên này có 2L đấy. Thừa gỗ vẽ ruộng đi cu ơi. Làm dần nữa đã, tính tiếp. Rồi, ôi, lại con voi này. Tốt. Rồi, nhậu đi. Giữ giò. Để đập chết con giò bây giờ. Ra ruộng đi. Rồi, chỉ làm đau đấy, sẽ cần thủ hộ gì không? Ok. Hai L siêu đều. Tìm nó chém đi. Giữ con giò đứng xa ra là được. Rồi, được. Bắt đầu sửa rồi, đưa con giò đi tìm chỗ khác đi. Đứng đấy làm gì? Tìm những cơ sở khác nó đi, đúng rồi. Bảo giữ giò chứ không phải bảo giữ giò đấy, vẽ ruộng đi, nhiều gỗ quá rồi, đúng rồi. Cho mấy con lạc đà sang nhà sẻ kìa. Đây, hai con sang luôn. Chém luôn thằng chém này. Mày láo. Đấy, thảo đấy, một con, hai con gì đấy. Con hai con đứng đi bàn thôi, con giữ con to lại. Vậy đẩy đi, bây giờ nở một tơn ra mày đỡ nó rồi, hai lạc đà cũng chém được 4 cũng được. Đâu, thì gì ở đâu, nó đi em ở đâu sẻ. Đấy, cho tơn dân này ăn vàng đấy, tất tơn dân này ăn vàng đi. Cụ ơi, cụ ơi. Không mất tí lực nào luôn. Chỉ 8 sắp pin rồi. Đấy, cứ đứng đây thôi, làm gì có thằng nào đẩy vào được. Giờ ăn ít gỗ thôi, bỏ hết thân gỗ và vẽ ruộng đi. Sắp đều là đà ra, bay cho nó trận. Cái con này, chém nó. Đấy, thằng ba bay vàng, bay gỗ, bay hết cả hoang rồi. Nhiều gỗ quá em ơi. Ruộng cái gì đi. Đấy, quyết định bơm đồ. Đấy, đúng rồi. Hai lớp bên kia. Không, cái 7 cũng đẩy được thằng sĩ đâu. Nó đang đẩy nhà ai em kìa. À, thằng sĩ chưa đẩy được bên này đâu. Thằng 8 đang cầm cái cục dân chạy này. Giữ lạc đà, tích lạc đà đã, tích lạc đà đã. Giữ lạc đà kìa. Không làm trẻ hô vào thì vào. Rồi chơi, kéo tới lạc đà kia về cũng được. Vậy, chém đi. Vậy đi. Rồi, đấy, thế có thế thôi, vậy mà thích được. Cày ghê. Tích cổ nó vào. Về đây, lùi đi. Hai lờ đều được rồi. Đây là máy của sẻ. Đã bị ba đi vào một tí. Và nốt thằng này là sẻ chưa lên gỗ 2 kìa. Đó chắc gỗ sẻ ơi. Tham lai chim sẻ đã ở số 46, đang bắt nốt mấy chém của 98, bởi 98 bây giờ đã tìm đồ nó vào rồi. Không có chém nữa. Rồi, không có chém nữa, sập lên bên ngoài thôi. Thì ông sẻ bị cơ cấu liệu gỗ 2 và tăng A. Ra đi. Đây là máy của Mạnh Hà. Đấy, bắn đi sẻ ơi. Rồi, em bơm một tơn đồ đấy cho sẻ cho nó khỏe hẳn đi Hà ơi. Đi 2L đã. Rồi, trên cùng. Đúng rồi. Đấy, khỏe ra, chém luôn, chém đi. Hơi nhiều gỗ. Rồi bắt nốt 98 tên này. Không thì tách một con gì đi quản 98 được. 98 có mấy con đấy thôi. Đây là tiếp theo đấy, chim sẻ gỗ 2 có rồi.
Tam Lai chưa tươi đâu anh em ạ. Anh nào muốn đúng sẽ 4, 5, 6, 7, 8 đây. Thank you anh rất nhiều ạ. Anh Phương Trung. Này. Rồi bắt hết tên này đi. Vào đây này. Rồi. Đây rồi. Ra đảo đi, ra chiến đi, ra chiến đi em. Sợ gì nó. Chẳng cũng bị chém đây mà. Rồi. Bảy đi. Chết bắn đi. Bảy nữa đi. Đấy, nó lên rồi, nó lại mất quân mà. Rồi. Rồi. Chém một đi. Đây là nói Mạnh Hà. Đấy, bắn nốt đi. Rồi, tham lai là 33 đây rồi. JC. Đấy, vẫn đứng đây mà. Nó vẫn còn dân thôi, dân kia mà đã bắt hết đâu mà. Thẻ đang muốn bắt của 398 trước. Xem sĩ bao dân rồi nhá. Giờ nó lên cái đảo đi. Này, 3L rồi này. Ghê nhờ. Đi đi ôm thằng 7 đi. Lên. Là tăng quân của đội chúng ta. Không được đấy, đảo đi, đảo đi, đảo đi. 98 đang lao vào mặt này với 200 đơn. Đội chống quân. Chém đi, chém đi, chém đi. Rồi, dí tên này. Đây là 300 đơn 98 đang lao vào, chú quân. Xong rồi. Ôi, quyết được rồi các em ơi. Let's go baby. Yes. Đúng rồi, rồi và tỷ số là 2-1 cho bộ đôi chúng ta. Có anh Tinh khắc tiệp với 3456 đã đốt lên cái đủ chim sẻ nắng nha. Thank you anh. Khổ ghê đấy.